À, các bạn ơi, hôm nay nhóm YouTube của kênh Hội Cựu Chiến binh của Trung Hoàng là có diễn viên Bích Khởi này, là vợ của Trung Hoàng này, hiện nay là có mặt ở trong trại giam Xà Chiến Án chị Hay. Ở đây bây giờ vào quay cả cái cảnh đẹp ở trại giam, mời mọi người và các bạn đón xem nha. Rồi là đây này, Trung Hoàng và diễn viên Bích Khởi là vợ của Trung Hoàng này đã có mặt ở đứng trước cổng chờ này, là có chị bán dừa này, rồi là bán các cái hàng hóa này như chổi này, rồi là chổi chị đót này, rồi là chổi lão nhà này, rồi các cái hàng thực nhất các bạn nè, ô thức phú tỉ nha. Đây thấy chưa các bạn, thấy nếu như, ngon, các bạn ơi. Nếu như các bạn mà có nhu cầu nha, đây có thay mặt nhóm YouTube Hội Cựu Chiến binh này bắt tay chúc chị ngày mới vui vẻ nha. Vâng, đây đấy là hình ảnh của chị này. Dạ, rồi bác cũng làm được nhiều cái trang rồi nha. Vâng, rồi bác Trung Hoàng nha, ngày mới chúc chị này, rồi là cầu án sức khỏe này, gặp nhiều mấy bạn nha. Dạ. Chị lúc nào đi cầu án là chưa có án chưa? Dạ, đi rồi. Thế thì chắc chắn là hình ảnh của chị là có mặt ở trên chùa quán gặp hồi cựu chiến binh của Trung Hoàng làm phim chuyên môn làm phim ở đó nha. Này nha, thêm một lần là chúc chị mạnh khỏe nha. Các bạn ơi, bây giờ Trung Hoàng sẽ đi quay các cái điểm khác nha. Bây giờ chờ thì cũng chưa đông người lắm đâu hề. Bây giờ Trung Hoàng sẽ vào ở trong này để quay ở các cái hàng quán một bên đây để mời mọi người và các bạn đón xem nha. Đây, các bạn ơi, đây bây giờ Bích Khởi là diễn viên ở trong kênh Trung Hoàng là có mặt ở trong cái hàng quán nè, ở cái giấm xà trên án này. Anh ơi, ở đây các bạn ơi, nếu như có các bạn mà có nhu cầu thì đến ở cái quán anh tên là gì anh ơi? Đây anh Nguyễn Văn Tâm đây các bạn nhá. Xóm bốn trên án. Anh là một hồi cựu chiến binh xóm bốn xà trên án đây các bạn nhá. Anh ơi, thay mặt nhóm YouTube Hồi Cựu Chiến Binh này, rồi bắt tay chúc anh ngày mới vui vẻ này nha. Đây cho Trung Hoàng bắt tay. Đây là cùng một hội viên Hội Cựu Chiến binh Việt Nam nhưng mà ở xã Chiến An. Còn Trung Hoàng thì ở xã Minh Châu, chuyên môn thì làm phim ở chùa Cổ Ám nha. Đây các bạn thấy không anh nhá, nếu như các bạn mà có nhu cầu mua đủ các cái mặt hàng luôn đây này, bát đĩa hải dương này, rồi là các cái mặt hàng đủ các loại, nếu như rồi xóm nồi đây các bạn này, đủ các loại mà anh rất vui tính nha. Rồi là đồ tất cả đồ thờ cũng để các bạn đấy nha. Đây nếu như các bạn mà có nhu cầu thì đến ở đục cổng chờ xà diễn án là cái này anh gọi tên anh là gì vậy? Đây gặp anh Tâm nha, để mà giao dịch, để mà mua hàng về mà sử dụng gia đình các bạn nha. Còn đây là khách hàng để các bạn này. Đây rồi đấy nha anh ơi, thế là anh cũng đã có mặt rất nhiều ở chùa của ám hay. Đây anh nhà anh ở gần đó không anh? Cây đường một thì anh tên là gì anh? Cao Dùng. Cao Dùng để các bạn nha. Thế là hình ảnh tất cả các anh em ta đã cập nhật lên TV nha. Nếu như về các anh mở TV á, là viết cái chữ Trung Hoàng là hình ảnh lưu truyền vàng đại không bao giờ mất được, là vì YouTube đã được lâu lắm. Đây các bạn nha, đây là nhà của anh. Lúc này tôi đã tắm, tôi nói chuyện với các bạn là anh Tâm nha, cũng là Hội Cựu Chiến binh vì Trung Hoàng, nhưng mà anh là ở xa Diễn An, còn Trung Hoàng thì ở xa Diễn Minh cũ á, nhưng mà chuyên môn làm phim ở chùa Quán. Mong mọi người và các bạn là có nhu cầu thì đến cái cửa hàng anh Tâm để mà mua những cái món hàng để về phục vụ gia đình nha. Thôi anh nha, thế là lần đầu cũng là một lần nữa chúc anh với đại gia đình của anh cầu an sức khỏe nha. Một ngày nào mà anh có điều kiện lên cầu an sức khỏe ở chùa của anh thì chắc chắn là gặp Trung Hoàng nha. Đây các bạn thấy anh Tâm rất vui thích nha. Thôi bây giờ Trung Hoàng sẽ đi quay điểm khác, mời mọi người và các bạn xem những cái cảnh đẹp ở trại giam Xà Chiến Án đấy các bạn này. Bây giờ cũng chưa được đông người lắm, nhưng mà Trung Hoàng sẽ vào để quay những cái hình ảnh đẹp sôi động buôn bán ở trại giam Xà Chiến Án. Xà Chiến Án là quê hương Diễn Châu của Trung Hoàng, mọi người các bạn nha.
các bạn ơi, đây Thu Hoàng để giới thiệu các bạn nữa nha. Anh Việt Kiều Chiến Binh là Hòa Thượng Tâm nha. À, cháu ơi, ngày mới bác thay mặt nhóm YouTube chúc cháu cầu an sức khỏe nha. À đây, thế nhà cháu cách đây có xa không cháu? À, dình chúng à, con đấy thì ở chờ dình án nha. Đây là hình ảnh của bác cháu ta này, đã làm cái kỷ niệm lâu dài ở trên kênh YouTube của Hội Cựu Chiến Binh nha. Một lần nữa thay mặt nhóm YouTube Hội Cựu Chiến Binh này, bác chúc cháu này, rồi đài gia đình của cháu chuyên môn gặp cầu an nha, về sức khỏe đấy. Còn một ngày nào mà cháu mà có điều kiện lên cầu an sức khỏe ở chùa Phán chắc chắn là gặp, sẽ gặp đoàn làm phim của các bác nha. Rồi bác cháu chào các bạn nha, các bạn nha. Đây bây giờ Thu Hoàng sẽ đi quay điểm khác, mời mọi người và các bạn đoán xem các cái cảnh buôn bán ở chợ Dấm xã Dân An các bạn nha. Đây là các bạn ơi, này các cái cảnh buôn bán sôi động ở chợ Dân An đấy các bạn nha. À, các bạn ơi, bây giờ Thu Hoàng là có mặt ở trong cái quán của anh Tâm mà hồi sự chiến binh nhá. Đây gặp chị đấy này, là vợ của anh Tâm đấy các bạn này. À chị ơi, này thấy là cái hình ảnh của anh em mình này, rồi là của anh Tâm là chồng của chị ấy, là chủ quán đó, cái này anh em được chuyện lâu rồi nhá, để mà làm cái kỷ niệm này. Bây giờ gặp chị Mười đấy các bạn này, là vợ của anh Tâm này, các cháu này, các bạn này, rồi là các con của anh chị nhá. Thế là hình ảnh của bố là có rồi, bây giờ hình ảnh của mẹ này, mẹ Mười đấy nha. À thôi chị này, thay mặt nhóm YouTube Hội Cựu Chiến Binh nha, bắt tay chị ngay mới chúc chị cầu an sức khỏe nha. Nếu như một dịp nào chị mà lên chùa Phổ Ám để cầu an sức khỏe thì chắc chắn là sẽ gặp đoàn cái đoàn làm phim của Thu Hoàng, là ghi lại cái hình ảnh của tất cả mọi người nha. Rồi chị có nói với cả con cả cháu bữa sau anh thấy cái hình ảnh của bố mẹ không ạ? Chào tất cả cả con cả chào thôi. Đây chị rất vui tính với các bạn nha. Thôi bây giờ Thu Hoàng sẽ đi quay các cái điểm sôi động buôn bán ở chợ Dấm xã Dân An mọi người các bạn nha. Của gia đình hả? Đây. Đây các bạn ơi. Đây. Tính chị tính này đô thơ cũng này có tất cả. Đây các bạn ơi, đây này. Chị Mười chỉ giới thiệu đúng mà. Đúng là còn hay hơn các điểm khác nè, cũng như là anh Tâm là chồng của chị đấy. Thôi anh các bạn nha, đây là các bạn Thu Hoàng thì giới thiệu nha, son nồi này, rồi là các cái mặt hàng ở trên kia là mặt hàng cái gì ấy. Đây là đồ thờ cũng như các bạn đó nha. Đồ thờ cũng tức là khi mà các cái ngày lễ hoặc là các cái ngày dỗ á, vang mà các thứ này, rồi son nồi, rồi là bát đĩa hay chướng này, đủ cả đấy các bạn này. Nếu như các bạn mà có nhu cầu á thì vào ở cổng chợ chợ Dấm xã Dân An nha. Đây tức là anh Tâm này, là hai vợ chồng của anh Tâm đấy các bạn này nha. Đây cả con cả cháu của anh Tâm và chị Mười nha. Đây nha, thôi bây giờ bác Thu Hoàng sẽ ngưng video ở đây, rồi đi quay cả cái điểm đẹp buôn bán ở chợ dấm xã Dân An các bạn nha.
À, cả bạn ơi, hôm nay Thu Hoàng lại có mặt ở chợ giấm Xã Hiền An nhá. Đáng lẽ Thu Hoàng đi quay ở Trung Kỳ Lộc, mà hơn nữa là đi các Thu Hoàng chủ yếu đi quay ở chùa Hòa Âm, nhưng mà hôm nay là được ủy quyền, là được ủy quyền của anh em ở trong nhóm YouTube á, là cùng bàn là đi quay cả cái điểm ở các cái cảnh đẹp ở chợ Huyền Diễn Châu. Thì hôm nay là Thúng Hoàng này với Bích Khởi là cũng được nhìn thấy nó được vợ của Thúng Hoàng, thì có mặt ở xa Diễn An, tức là chợ giống đấy các bạn nhá. Đấy đây các bạn xem các cái cảnh đẹp nha, các cái cảnh đẹp buôn bán sâm bút ở chợ chợ giống xa Diễn An nha. Chị ơi, đây thay mặt nhóm YouTube này hồi cầu thì xin biết bắt tay chúc chị này, chúc các chị là ngày mới vui vẻ nha. Anh à, đây chào chị nha, rồi chào anh với chị nha. Này các anh với chị đứng ngồi quá tuyệt vời, để làm cái kỷ niệm nha. Đây này các bạn ơi, đây là hoa quả thành cái các bạn này. Chào chị nha. Này thay mặt nhóm YouTube các bạn thấy á, thay mặt nhóm YouTube hội cựu chiến binh này bắt tay chúc chị ngày mới vui vẻ nha. Đây các bạn thấy không, đây các cái cảnh buôn bán hôm nay là phim xếp, nhưng mà Thu Hoàng chị chủ yếu lấy các cái cảnh buôn bán của phim xếp để mời mọi người và các bạn đón xem nha. Cháu thay mặt nhóm YouTube này hồi cựu chiến binh này, đây là cái hình ảnh của cháu và bác Thu Hoàng đã xuất hiện lên TV để làm cái kỷ niệm lâu dài nha. Chắc chắn là 15 năm nữa mới thấy giá trị nha. Chào chị nha. Này đây các bạn ơi, tức là cái cảnh đẹp này thì con người ở xã Diễn An ở chợ giấm quá tuyệt vời, là rất niềm nở hữu khách cho các bạn nha. Này các bạn ơi, đây là các cái cảnh buôn bán này. Đây là Thu Hoàng còn ở ngay ở trong cái quán thực phẩm nha, bán thịt heo nè. Cháu ơi, thay mặt nhóm YouTube hội cựu chiến binh bắt tay chúc cháu ngày mới vui vẻ nha. Đây các bạn nè, đây rút thay cái này, rút thay cái các bạn nè. Đây quá tuyệt vời nè. Rồi chào chị nha. Đây đây là bụng đây. Các bạn ơi, đây này hàng cháu ơi, bắt tay một lần nữa chúc tất cả mọi người nha. Cho bác Thu Hoàng một tay nha. Đây là hình ảnh lưu truyền vạn đại ở trên cái kênh của các bác, là không vi phạm chuyện gì cả. Mà các bác là không, các bác làm YouTube thì mới được lâu, mới được lâu là đời này qua đời khác. Đây các bạn ở đâu này các bạn này nha. Này cháu đếm tiền thì đếm, nhưng mà công việc gì đâu, cho bác một tay chúc cháu ngày mới nha. Đây rất vui nha, vui các bạn nha. Đây các bạn thấy quá tuyệt vời không nha. Đây hoa quả sạch cái này, cho bạn một tay chúc cháu ngày mới nha. Này các bạn thấy cái cảnh buôn bán ở chợ giấm xã Diễn An có tuyệt vời không nha. Bây giờ Thu Hoàng đi quay các cái điểm khác, mời mọi người chào tất cả mọi người nha. Đây, chào chị em nha. Đây chào tất cả. Đây các bạn ơi, các cô chủ ở chợ giấm rất vui chị nghe nha. Cho bạn một tay chúc cháu ngày mới nha, vui vẻ nha. Này các bạn ơi, này cô chủ quá tuyệt vời này, là một thứ hai nữa là rất vui tính giống như các bạn mà có nhu cầu này về cái mùa hè này thì giá này thì chuồn cực kỳ luôn này. Nên ông thích ăn cho bên ba vẫn thích cái gì đây nha. Chào cháu nha, cháu là khách hàng phải không? Cháu đi chơi này. Cháu ở phần tay này chúc cháu đây thì cho bác phần tay nha. Thế nha. Đây bác mua nên ông nghe nói lên nên ông mua là hơn là hơn phụ nữ vậy. Đây các bạn nha, từ khách hàng nha đến ăn là để lái nè, ông là để lái ông lại được vừa nữa. Đây bây giờ Thu Hoàng sẽ mời lại cho bác một tay nha, cho bác một tay tay nha. Đây vui tính cực kỳ luôn các bạn đây nha. Chào năm trăm anh em, đây là ăn này chưa này giả này đi nào nên là lấy được vừa nữa. Rất vui tính nha, từ khách này rồi đến là các cô chủ bán hàng rất vui tính như các bạn nha. Được rồi, đúng rồi, nhưng mà cháu ơi, bác làm cái quảng cáo này còn hơn cả mua đi cháu nhạc nha. Thôi bác chào nha. Con cho bà gọi.
Ờ các bạn ơi, này này thịt Trung Hoa nó đứng ở trong cái cải quán này, đấy đấy là thịt heo, nhưng mà cái thịt này là thịt bên chị là thịt móng đấy cháu. Móng với thịt ăn. À thịt móng với thịt ăn. À đây, nè các bạn ơi, ở chợ Dấm xa Diên An, con Trung Hoa thì ở Diên Minh nha. Là Trung Hoa kiếm môn làm phim, nhưng hôm nay bớt một chút thời gian để đi quay cảnh đẹp buôn bán sâm út ở chợ Dấm xa Diên An nha. Đây, nếu như các bạn mà có nhu cầu thì rất mong các bạn rẽ qua ở chợ Dấm xa Diên An để mà mua về mà tiêu dùng tất cả các mặt hàng nha. À, cháu ơi, thay mặt nhóm YouTube này, hội cựu chiến binh chúc cháu ngày mới vui vẻ nha. Đây, đây các bạn ơi, đây hàng hóa quả sạch cho các bạn này nha. Nếu như các bạn mà có nhu cầu này, à, đây là dưa hấu này, đây là nho này, đây là thanh long này các bạn nha. Đây, à đây nha các bạn nha. Đây rất nhiều cái cảnh đẹp buôn bán sôi động ở chợ Dấm Diên An mọi người các bạn nha. Các bạn ơi, chúng mình sẽ quay tiếp những cái cảnh buôn bán rất sầm uất ở chợ Diên An, tức là ở chợ Dấm xã Diên An mọi người và các bạn đón xem nha. Nếu xem video này cảm thấy hay thì cho anh em Trung Hoàng xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhất, hay nhất ở chợ Dấm xã Diên An các bạn nha. Đây các bạn này, đây các cái hàng thực phẩm nha. À, đây tức là ở chợ Dấm xã Diên An nha. Thôi thay mặt nhóm YouTube chào tất cả các chị nha. Rồi là ngày mới vui vẻ nha, buôn bán là lập may mắn nha. À đây các bạn nha, đây nha. Bây giờ chào các chị nha. Đây các bạn ơi, bây giờ tôi hoàn thành cái bài điểm khác, mời mọi người và các bạn xem tiếp cái cảnh buôn bán ở chợ Dấm xã Diên An mọi người các bạn nha. À, các bạn ơi, bây giờ Trung Hoàng thì có mặt ở trong các cái hàng thực phẩm chợ Dấm nha, chợ Dấm ở xã Diên An này các bạn này, các cái cô chủ rất vui tính như các bạn này nha. À, bác ơi, thay mặt nhóm YouTube cho Trung Hoàng bắt tay chúc chị ngày mới vui vẻ nha. Này, đây là hình ảnh của các chị được cập nhật lên TV nha. À, con người ta muốn có sức khỏe là phải ăn cháu à hay? Ờ à, đây, quá tuyệt vời các bạn này. Này, thay mặt nhóm YouTube này, rồi là chúc cháu ngày mới vui vẻ nha, chúc đại gia đình của con của cháu là luôn gặp may mắn trong cuộc sống nha, rồi là thành công nha. À đây, nếu như các bạn mà có nhu cầu thì mua hàng thực phẩm này, đây là thịt đùi đó chị ơi, à, thịt vai, khuyên xin lỗi các bạn nha, đây là lòng heo quá tuyệt vời các bạn này nha. Rồi một lần nữa rất mong các bạn đến chợ Dấm để ủng hộ các em. Đây có cái hàng thực phẩm nha. Đây chị rất vui tính với các bạn nha. À, đây vui tính cực kỳ luôn nha. Con người ta làm muốn khỏe là phải ăn cháu ạ nha. Thôi nha, đây là bây giờ là bác chúc cháu ăn ngon này, rồi là bán mau này, mua mau bán nhanh nha. Ờ à, đây à, rất vui tính với các bạn nha. Đây đây các bạn nó thông hoàng sẽ đi quay các cái điểm khác, mời mọi người và các bạn xem tiếp nha. À, cháu ơi, thay mặt nhóm YouTube này, hội cựu chiến binh này, chúc cháu ngày mới vui vẻ này. À, nếu như các bạn mà có nhu cầu đến ở chợ Dấm mua các cái hàng hóa quả sạch này, à, như đây là cái mít thái này, à, mít ta hoa quả tuyệt vời các bạn này nha, rất thơm. Các bạn không biết như thế nào cho thông hoàng ngồi đây mà ngửi thơm cực kỳ luôn các bạn ha. đây nha, nếu như các bạn mà có nhu cầu thì gặp cô chủ đây rất vui tính này. Này đây cháu ơi,
À đây quả tuyệt vời rồi. Đây, cháu nha của cháu của xa trên án này không? À, nhìn chúng mình đi chợ trên án tất cả đi chợ dấm để mua đi các bạn nha. Thôi một lần nữa thay mặt nhóm YouTube hội cựu chiến binh này mong các bạn xem video vui vẻ nha. Nếu xem video này cảm thấy hay hữu ích thì cho anh em hội cựu chiến binh xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhất, hay nhất ở chợ dấm xa Diễn An các bạn nha. Cháu vẫy tay chào mọi người đi nha. Nha, quá tuyệt vời nha. Đây các bạn ơi, bây giờ Thung Hoàng là đứng ở các cái điểm khác cái này. Đây, tức là có cháu ở xa nào cháu? Cháu ở Dình Trúng này. Đây, tức là cháu đứng ở Dình Trúng đây các bạn này nha. Cháu cũng rất vui cho cháu học, cháu chắc là học hết cho cháu này. À, đây cháu học hết rồi nha. Bây giờ đây, đây hình ảnh của cháu này, rồi tất cả mọi người là được cập nhật lên TV đây nha. Đây các bạn ơi, đây nha, Thung Hoàng sẽ đi quay điểm khác nha. Ôi, quá, cái thịt đấy thì quá ngon, quá tuyệt vời đấy cháu ơi. Đây các bạn thấy cái cảnh buôn bán thực phẩm ở các cái cô chủ ở xã Diễn An có tuyệt vời không nha. À, các bạn ơi, bây giờ Thung Hoàng lại có mặt ở các cái mặt hàng hoa quả sạch rồi là hạt rau sạch ở chợ Diễn An nha các bạn nha. À thì chết rồi lại gặp người nhà đây rồi các bạn này. Đây răng lại biết ra Thung Hoàng ở Diễn Minh. À thế đây, bây giờ biết khởi ơi đây này, mẹ của Nga này. À thế là bác đi mua rau sạch không? Đây là mẹ của cháu Nga một bên nhà Thung Hoàng đấy các bạn nha. Hôm nay là định đi Vùng Vinh, định đi ở trong vào Trung Vinh để quay mấy cái cảnh á. Nhưng mà xe cái này nó hết hơi rồi cuối cùng là vào để gặp ở chợ dấm với bác này nha. Thôi nha, thôi để chào bác nha, chúc bác ngày mới vui vẻ nha. Rồi về nói với cháu Nga mở lên mà có cái hình ảnh của mẹ nha. Các bạn ơi, đây bây giờ Thung Hoàng thì gặp người mẹ của cháu Nga ở bên này. Đây đừng đi Vinh nhưng mà xe chẹp thôi đi. Anh nha các bạn nha. Này bây giờ Thung Hoàng để đi quay. Chào chị nha. Đây là các bạn ơi, hàng rau sạch cái này. Các bạn ở xa ở chợ dấm xa Diễn An này. Cái này là cháu bên cánh này là bên quả đây. Bên cánh một cánh này là nghe bao nhiêu cháu? Tức là 20.000 rất rẻ các bạn ơi. Thung Hoàng hôm nay định đi Vĩnh để quay ở chúng cái chợ Vĩnh nhưng mà xe lại bị hỏng, cho nên là vào đây để quay các cái cảnh đẹp ở chợ dấm xa Diễn An. Mời mọi người và các bạn đón xem nha. Các cái cô chủ rất vui tính, mà hơn là nếu như các bạn có nhu cầu mà mua hàng rau sạch thì đến là chợ dấm nha. Cháu ơi, cho bác thay mặt nhóm YouTube hội cựu chiến binh này bắt tay chúc cháu ngày mới vui vẻ nha. Rồi là cầu an sức khỏe cháu nha. Rồi cháu vẫy tay chào tất cả mọi người đi nha. Đây các bạn nha, Thung Hoàng sẽ đi quay các cái điểm khác, mời mọi người và các bạn xem tiếp nha. Các bạn ơi, bây giờ Thung Hoàng thì có mặt ở các cái hàng vặt nha.
các cái hàng vật ở chợ Giang xã Diễn Án nhá. Đây các bạn nè, các bạn thấy không, nếu như ai mà có nhu cầu này với nghề tỏi này, hành này, rồi đây là hình cắm này, rồi các cái mặt hàng về cái mùa hè này, nếu mà cái loại này mà quỵt ca thì cực kỳ hay. Đấy, nếu như các bạn mà có nhu cầu thì gặp cô chủ đây rất vui tính cho các bạn đấy nha. À, cháu ơi, bác cũng nghe tin là cháu người ở Dinh Bình, còn bác Trung Hoa ở Dinh Bình nha. Mà, nhưng mà các bác cả chuyên môn làm phim ở chùa của An là làm về cái hiệu toàn có nông quê á. Hiệu toàn cái có nông quê là cũng dùng chuyến kênh của các bác đấy. À nha, thôi rồi, một lần nữa thay mặt nhóm YouTube nha. À, đúng là cô duyên thật đấy. Đấy là hình ảnh của cháu này, rồi là bác Trung Hoa đã lưu lên TV để làm cái kỷ niệm cũng bao giờ mất. Sau đó khoảng vài chục năm rồi mới thấy giá trị nhá. Thôi bác tất cả, rồi cháu với bác ta chào tất cả mọi người xem video của mình nha. À đấy nha. Ờ, các bạn ơi, bây giờ Trung Hoàng thì có mặt tiếp là ở cái hàng hóa quạt thạch nhá. Đây là dưa hấu đấy các bạn này, rồi dưa này, rồi xoài này, rồi là đây là dưa chuột đấy các bạn này nhá, rồi là mần này, rồi là cam này, nhất là đặc là nhất của cái mùa hè này là dưa rái để mà nấu cánh tẹo cháo hay cánh tôm tẹo đấy các bạn này. Đây, nếu như các bạn mà có nhu cầu thì gặp cô chủ đây rất vui tính cho các bạn đấy nha. À, cháu ơi, thay mặt nhóm YouTube hội cựu chiến binh này, rồi bắt tay chúc cháu ngày mới vui vẻ này, rồi trong cuộc sống gặp nhiều may mắn này, rồi sự nghiệp thành đạt nha. À, rồi bác chào nha. À, thì đúng rồi, cái nghề này là tốt nhất, hay nhất là mua thì mau, bán thì nhanh hơn để gặp may mắn nha, giá được giá hời cháu ơi. À, thôi bây giờ Thông Hoàng sẽ đi quay điểm khác, mời mọi người và các bạn xem tiếp nha. À, các bạn ơi, bây giờ Thung Hoàng lại có mặt ở các cái hàng thực phẩm hải sản nha. Đây này, tôm này, tôm nhân sống với các bạn này nha. Còn đây là món sữa về cái mùa hè này mà uống bia uống rượu thì quá tuyệt vời cháu ơi. Đây Thung Hoàng bắt tay người đẹp nha, chúc người đẹp ngày mới vui vẻ nha. Đây các bạn nha. À, đây chào cháu nha. Đây này các bạn có nhu cầu này, đây là kim cũ xong ơi. À đây này, nhìn đây các bạn nha, đây lươn này, các cái thằng rất tuyệt vời đầy đủ này. Đây là hiện ra không cháu ơi. À đây là con hàu này ở chợ Giang Diễn Án đấy các bạn nha. Nếu như các bạn mà có nhu cầu thì gặp cô chủ vui tính cực kỳ. À cháu ơi, thay mặt nhóm YouTube hội cựu chiến binh này, rồi bắt tay chúc chị ngày mới vui, chúc cháu ngày mới vui vẻ nha. Thế là hình ảnh của cháu này được cập nhật lên TV kênh của kênh anh em hội cựu chiến binh Trung Hoàng làm cái kỷ niệm nha. Đây các bạn ơi, bây giờ Trung Hoàng thì quay điểm khác nha. À, đây là hàu phải không cháu ơi? Không đấy mà. À đây là vàng đấy các bạn này. Trung Hoàng cái mặt này Trung Hoàng cũng không được rõ lắm cho nên là phải hỏi các cái cô chủ nha. À đây là nghêu các bạn này. À, đây nghêu biển đấy các bạn này nha. Còn đây là sò đấy các bạn này. Cá tươi này, rồi mực tươi này, nó ở chợ Giang xã Diễn Án đây nha, gặp các cái ai có anh xin lỗi các bạn nha, đây chợ Dâm nha. À đây chợ Dâm xã Diễn Án nha.
À, đây ốc mèo đây các bạn này. Đó, ốc mềm đây các bạn nha. Nếu như các đây, đây là các bạn nếu như có nhu cầu rồi quá tuyệt vời lên nè. Rồi thấy chưa? À, đây. Đây, nếu như các bạn mà có nhu cầu thì gặp các cái cô chủ bán hàng rất vui tính nha. À, cháu ơi, thay mặt nhóm YouTube Hội Cựu Chiến binh này bắt tay chúc cháu ngày mới vui vẻ nha. Rồi mua mau bán nhanh nha. Đây, đây con cô chủ ở bên này thì đang bán hàng cho khách nha. À, Thu Hoa cũng chưa bắt tay được nha. À, còn đây này, đây là các cái mặt hàng. À, cháu ơi, đây này, nếu như các bạn mà có nhu cầu thì mua mực tươi rõ rõi này. Tức là ở chợ, đây là chợ Dâm Xà Giàn Án này. Con cá này là gọi là cá chứ cháu ơi. Cá nông. Tức là muốn, đó đúng rồi. Tức là muốn ăn cá nông thì lấy chồng thì bè, cái bè mới được ăn hay. À, cháu ơi, thay mặt nhóm YouTube Hội Cựu Chiến binh này, rồi bắt tay chúc cháu ngày mới vui vẻ nha, trong cuộc sống gặp nhiều may mắn và trong sự nghiệp là thành công tốt đẹp nha. Đây các cô chủ rất vui chính như các bạn này. Bây giờ Thu Hoàng thì quay các cái điểm khác nhưng mà không ngoài ra bắt tay chúc cô chủ vui vẻ này. Đây đây đấy, đấy tất cả lúc sáng giờ mà cô chủ bán từ này tiền đúng là một dương đấy các bạn. Này tôi này hãy cho Thu Hoàng hãy đùa chúc chị nha, chúc cháu nha ngày mới vui vẻ nha. Rồi mua mau bán nhanh nha. Rồi là cho cháu cho bác gọi là gửi lời thăm đại gia đình của cháu luôn cầu an sức khỏe nha. Rồi cháu chào vẫy tay chào tất cả mọi người đây. Đây cô chủ rất vui tính nha. Đây a thà là cô chủ như vậy đấy các bạn nha. Không thả tay cho Thu Hoàng để đi quay nha. Đây là rất vui tính cực kỳ luôn, quá tuyệt vời. Đây bây giờ Thu Hoàng đi quay điểm khác, mời mọi người và các bạn xem tiếp ở chợ dâm Xà Giàn Án mọi người các bạn nha. Các bạn ơi, bây giờ Thu Hoàng lại có mặt ở các cái hàng hải sản đấy nha, hải sản tươi thơm luôn các bạn này nha. Đây, nếu như các bạn mà có nhu cầu, đây là cá gì cháu ơi? Chim. Đây là cái chim đấy các bạn này, con cháu nói á. Đây là cá lô cố không? Đây là cá nhông à? Ồ, muốn ăn cá nhông thì phải lấy trong cái bể các bạn nha. Đây có Thu ơi. Đây. À, tức là lấy về thì để với các bạn nha. Nếu như các bạn có nhu cầu thì gặp các cô chủ vui tính nha để mà mua nè. Con ơi, cho bác một tay thay mặt nhóm YouTube Hội Cựu Chiến binh cho bác một tay chúc cháu ngày mới vui vẻ nha. Đây, quá tuyệt vời. Các bạn ơi, là vì cháu thì đứng trẻ tuổi cho nên là đi ra là cháu phải mang khủng đăng. Cho nên là chỉ có cháu là phát hiện ra cháu thôi nha, chứ không ai coi được đâu nha. Con bình thường như ta là ai cũng biết thầy. À, ngày mới ra bắt tay chúc cháu ngày mới vui vẻ nha. Đây các cô chủ rất vui tính nha các bạn nha. Đây nếu như các bạn có nhu cầu thì nha. Còn Thu Hoàng thì ở Diễn Minh chủ yếu là làm các cái cảnh đẹp quay phim ở chùa của anh, chắc chắn là các bạn rất nhiều bạn cũng đã biết của Thu Hoàng rồi nha. Mời các bạn xem tiếp nếu các bạn thấy video này có hữu ích hay thì cho Thu Hoàng xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhất hay nhất mọi người và các bạn nha. Các bạn ơi,
ở các chợ khác thì Trung Hoa để có mặt ở ở các cái hàng giao kéo để phục vụ nội trợ gia đình. Nhưng mà hôm nay Trung Hoa ở chợ Giấm này, xã Diễn An thì bây giờ là có mặt đây để mời mọi người các bạn có nhu cầu nhá, thì đến ở chợ Giấm này các cái hàng giao kéo nội trợ phục vụ gia đình này quá tuyệt vời. Anh ơi, thì một cái con giao này là bao nhiêu tiền đấy? À, trăm mấy, anh nói chính xác trăm mấy. Cái này này, à đây, tức là cái giao sắc cực kỳ luôn, là từ 150.000 thế này, thế là rẻ hơn ở chợ Vinh đấy. Ở chợ Vinh ở tỉnh Nghệ An của Trung Hoa vừa rồi đấy, cái này cũng phải là nằm trên dưới 200 anh ạ. À đây, ở chợ Vinh nha. Nhưng mà cái hàng của ta đây là hàng ở đâu sản xuất đấy anh ơi? À đúng là cái Thanh Hóa thì quá tuyệt vời. Thanh Hóa thì hầu như là các cái mặt hàng giao kéo này thì quá chuẩn luôn các bạn ạ, nếu như các bạn có nhu cầu này. Còn đây là liêm cắt, cái liêm phục vụ ở trong gia đình là cắt cắt cỏ, cắt lúa này, nói chung các cái mặt các cái hàng này nếu như sử dụng được biết bao nhiêu là công việc ở trong gia đình nhỉ. Gọi là liêm chấu anh ơi. Này, này nếu như các anh, nếu như mọi người và các bạn có nhu cầu thì gặp ông chủ đây này rất vui tính nha. À cháu ơi, thay mặt nhóm YouTube hội sự kiện đi nha. Và tay chúc cháu ngày mới vui vẻ nha. Rồi mua mau bán nhanh nha. À đây nha. Đây là chợ Giấm xã Diễn An các bạn nha. Nếu như các bạn mà có nhu cầu thì gặp cô chủ rất vui tính cho các bạn này nha. À cháu ơi, thay mặt nhóm YouTube hội cựu chiến binh này, rồi bắt tay chúc cháu này ngày mới vui vẻ này cho ba đây nha. Đây cô chủ rất vui tính cho các bạn nha. Nếu như các bạn mà có nhu cầu, à cháu tên là gì thầy? Đoàn Thị Đỗ. À tức là Đoàn Thị Đỗ à? À tức là. Không lên gì, lên TV chứ còn gì? Facebook thì mình chi Facebook cái mặt này nha. Nên các bạn có nhu cầu thì gặp chị đôi đấy cả, gặp cháu đôi đấy các bạn nha. Bây giờ Trung Hoàng thì quay điểm khác, mời mọi người và các bạn xem tiếp nha. Đây nha. À, các bạn ơi, bây giờ cũng là 11 giờ kém rồi. Thì, bây giờ Trung Hoàng, bây giờ biết khởi vợ Trung Hoàng này. Cô là xin phép mọi người và các bạn để về cắt ghép video ở chợ Giấm, xã Diễn An. Mời mọi người và các bạn đón xem nha. Nếu như mà video này cảm thấy hay thì rất mong mọi người và các bạn cho Trung Hoàng và anh em diễn viên tức là biết khởi này, rồi Hoàng Thơ này, rồi là Đặng Thảo Hoàng Cầm, rồi xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhất, hay nhất của kênh anh em Trung Hoàng. Và video ở chợ Giấm xã Diễn An mọi người và các bạn nha.